xin chào các bạn, mình là Hà Cổ, cảm ơn vì đã dừng lại ở video này nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan chùa Linh Ứng, Bãi Bụt Sơn Trà, cũng như là đỉnh Bàn Cờ, đỉnh Ông Tiên, đến cờ các bạn. Đây là hai trong số những địa điểm tham quan rất là nổi tiếng ở khu vực bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Nói riêng về chùa Linh Ứng Bãi Bụt Sơn Trà một chút thì đây là ngôi chùa lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng với diện tích lên tới 20 hecta, và đây cũng là ngôi chùa sở hữu tượng Phật Bà Quan Thế Âm cao nhất ở Việt Nam. Pho tượng có chiều cao lên tới 67m. Chút nữa thì mình sẽ dẫn các bạn đến tận nơi để chiêm ngưỡng nhé. Còn giờ thì mời các bạn cùng ngắm nhìn khuôn viên của phần trước chánh điện, nơi có rất là nhiều những cây bonsai với những tạo hình vô cùng đẹp mắt và độc đáo. Ở bên trong khu vực chánh điện được chia thành 3 gian thờ. Gian bên tay trái của mình, gian này thì thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương. Còn gian ở giữa này thì thờ hai vị Phật nha cả nhà, Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Di Lặc. Còn gian bên này thờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Xung quanh đây còn có thờ 4 vị hộ pháp thiên vương nữa nha các bạn. Và đây chính là bức tượng mà ban nãy mình có nhắc đến cho các bạn, bức tượng Mẹ Quán Thế Âm. Ở bên ngoài này thì bức tượng rất là cao luôn các bạn, nó cao tương ứng với một tòa nhà 30 tầng. Riêng phần đài sen này thì có đường kính lên tới 35m. Bên trong pho tượng thì có 12 tầng và bên trong thì cũng thờ rất là nhiều các vị Phật. Nhưng mà bây giờ thì ở bên trong đã đóng cửa, các bạn không có thể leo lên trực tiếp được. Ngôi chùa này rất là linh thiêng luôn á các bạn. Từ khi xây dựng cho tới bây giờ thì tại vị trí này đã 13 lần người ta nhìn thấy được hào quang thị hiện, một cái hiện tượng rất là lạ. Nếu như mà các bạn tò mò thì các bạn có thể lên mạng và search nhé. Bây giờ những cái bức ảnh hoặc những video thì vẫn còn được lưu lại rất là nhiều luôn ấy.
Chùa Linh Ứng thì chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 cây số thôi các bạn. Vào trong đây thì hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Kể cả từ vé giữ xe thì cũng là tùy tâm, hoàn toàn không mất một chút phí nào luôn. Giờ mở cửa của ngôi chùa này thường thì sẽ bắt đầu vào lúc 6:30 cho tới 21 giờ mỗi ngày. Quần thể chùa Linh Ứng thì cũng bao gồm rất là nhiều các hạng mục khác nhau. Ngoài chánh điện ra thì còn có khu vực hậu tổ, tăng xá, giảng đường, thư viện, tháp xá lợi và các hạng mục nhỏ như là vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Lộc Uyển, vân vân. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào về nơi này. Còn riêng cá nhân mình thì mình cảm thấy tất cả mọi nơi trong khuôn viên của chùa đều toát lên một cái sự trang nghiêm, thanh tịnh. Chắc có lẽ bởi vậy mà số lượng Phật tử cũng như là khách tham quan đến đây mỗi ngày rất là đông luôn các bạn. Trung bình thì mỗi ngày là cả 1000 lượt khách tới đây. Còn những ngày lễ lớn ha, ngày Tết ha, thì con số phải kể tới hàng chục ngàn. Rất là khủng luôn, rất là đông luôn á cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt với nơi này để di chuyển sang địa điểm thứ hai, đó chính là khu vực đỉnh Bàn Cờ. Từ chùa Linh Ứng lên đỉnh Bàn Cờ chỉ cách 8 cây số thôi các bạn. Nơi này có độ cao hơn 700m so với mực nước biển, là nơi rất là lý tưởng để các bạn đến đây thưởng trà cũng như là săn mây. Và một thông tin mình chia sẻ thêm, đó là vào tháng 3 năm 2024 vừa rồi, ông chủ của tập đoàn Microsoft, tỷ phú Bill Gates vừa mới ghé nơi này á các bạn. Thỉnh thoảng khi mà các bạn đi trên đường thì các bạn sẽ bắt gặp những quả cầu trắng khổng lồ như ở phía trước. Cả nhà có đoán được nó là gì không? Đây chính là những cái trạm radar. Những cái trạm radar này thì được xây từ những năm 1965. Đến bây giờ thì nó vẫn còn hoạt động ở cả nhà. Nhưng mà đây là khu vực đặc biệt nên là không phải ai cũng được phép tự ý ra vào đâu các bạn. Có một vài lưu ý nhỏ cho các bạn, đó chính là cái khu vực này á, cung đường này thì khá là nhỏ, hẹp cũng như là có rất là nhiều cua dốc. Và nơi đây thì hầu như là không có nhà dân luôn á, tại vì đây là cái khu vực bảo tồn. Do đó mà khi mà các bạn điều khiển các phương tiện cá nhân thì hết sức cẩn thận nhé. Vậy là mình đã tới đỉnh Bàn Cờ rồi này các bạn. Đây là khu vực ở phía dưới ha. Bây giờ mình phải leo 7749 bậc cầu thang nữa thì mới lên được tới trên đỉnh. Ở trên này thì gió rất là mạnh, thời tiết rất là mát luôn các bạn. Đường lên thì đã được xây mới bằng những bậc tam cấp như thế này nên là rất là dễ đi lại luôn. Run. Đây rồi, đây chính là bức tượng ông tiên đánh cờ. Cũng chính tại vị trí này, tỷ phú Bill Gates đã dành 3 tiếng đồng hồ ngồi đây thưởng trà đấy các bạn. Cảnh hết sức nên thơ, nơi giao hòa giữa đất trời. Và từ vị trí này thì các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Đà Nẵng. Giờ thì mình đã hiểu vì sao tỷ phú lại chọn nơi này.
video của mình đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các bạn từ nãy giờ đã đón xem video clip này. Nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thì vui lòng để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!